Hello, chào mừng các bạn đã đến với tựa game Dragon City Mình là Sunita đây Và hôm nay thì con rồng Legend nó cũng đã xuất hiện rõ các bạn ạ à. Tập này thì mình sẽ đăng vào lúc 3 giờ chiều Vậy thì cho đến 6 giờ chiều thì sẽ ra cuộc đua Harris mới nha các bạn Và các bạn đã để trống cái chỗ nhà ấp trứng và nhà like chưa Thì hiện tại thì mình cũng đang trong quá trình để ấp để để trống mấy cái chỗ đó các bạn Rồi, và hôm nay đi đi lấy con rồng Legend rồi hồi mai đấy thì mình vào mình xem video, mình xem quảng cáo các bạn ạ và mình xem được 1.000 con luôn. Quá là hên các bạn ơi, được 1.000 con luôn. Nói chung là à, giờ đi con rồng legend đó chắc là sẽ dư dư ra được một ít đấy. Rồi hiện tại đang có giảm giá mở rồng đất các bạn ạ, mở rồng đảo. ở đây chắc là mình sẽ mua, mua một vài ô đất nha. Ui, mua được cái một ô đất à các bạn. Rồi còn ở 20 mờ vàng à, đàn đành chịu thôi. Rồi đi, đi, đi thu vàng, đi thu vàng cái này. Rồi, thu vàng, thu trái cây này. hoài wow, đảo đã... kia của mình được 60.000 trái cây luôn các bạn. Rồi. Này này. Rồi, ghét game trụ. Rồi, chưa, chưa lấy được game trụ các bạn. Rồi, ở đây thì hôm nay đã nở ra được hai con rồng. Một quan trọng là con rồng vampire các bạn. Glustonus Vampire Rồi hôm nay mình sẽ review, review con này nha Glustonus Vampire Nó có thể primal các bạn Primal Rồi chào vào ở với con Bio Vampire luôn Bio Ogerman Vampire Rồi Glustonus Vampire Rồi ok ừ, Con này nó đặt tên là gì ta Glustonus rồi con này chắc là để, để, xem thử skill các bạn ạ Rồi đúng là con này là có skill uh, đất đặc biệt các bạn ạ Finner Ultimate Ultimate Tum Rồi skill đắc tên nghe ghê nhờ Finner Ultimate Tum Rồi còn skill chiến binh đặc biệt là sẽ là hút máu nha các bạn Đây là skill đắc đặc biệt Chập nữa thì mình sẽ test thử cái skill đắc đặc biệt của con này nha Rồi Này mình sẽ cho anh lên level level 25 đây 25 nha các bạn còn để dành để sau này để trang lên level làm nhiệm vụ rồi hiện tại thì cái skill đất á, nó ghi là đam đam rất là cao khi mà cái lượng máu khi mà lượng máu của người sử dụng lâu lâu là 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 lâu là là, là thấp ư uhm, tức là có con rồng kia mà càng ít máu thì nó đem càng mạnh hơn các bạn nó này khó hiểu nhờ rồi anh à, nhầm nhầm nè chúng ta sẽ đi uh, trên skill cho nó nha thì, uh, đi đi trên thử skill cho nó nha các bạn rồi, con này nó đặt tên là gì các bạn rồi, mấy con bay này mình khó khó nghĩ ra cách đặt tên quá rồi đi trên thử này ở trên thì được uh, rotating spell cộng đầu tiên là Royal spell rồi trên được cái trọng rồi bramble cũng vậy thôi Đấy, bộ skill này thì hai skill kia không trên được hai skill đặc biệt không có trên được hai skill đặc biệt là max cấp rồi rồi ok bây giờ mình sẽ đi test thử Dam của nó nha các bạn rồi test thử Dam của nó thì mình sẽ cho combat ở west nha và cái west này thì sau khi mình thử nghiệm ấy các bạn là cái trận thứ 15 á, là yêu cầu là rồng level 45 nha các bạn rồng level 45 đấy à, hầu mau thì mình test mình test wifi mình đánh thử rồi và mình thấy rằng rằng là cái trận thứ 15 là yêu cầu yêu cầu rồng level 45 lần các bạn. Rồi, con vampire thứ hai của mình, à, Glustonus vampire. Rồi, nó có chiêu chiến binh chập nữa, chiêu rất đắt đặc, đặc biệt, chập nữa để nó đánh con rồng bóng tối thử các bạn ạ. Mới vào đã bị hút máu rồi, mới, mới vào đã bị crit rồi các bạn. Đây chuyển qua con này đam đây. Rồi, không biết là con rồng bóng tối có nhân cơ hội này Click con này để ra trước hay không Rồi, con rồng bóng tối nó không chịu ra các bạn Đây, chúng ta sẽ đi hút máu nó nha Wow, hút máu khá là đẹp Rồi, chuẩn bị con rồng bóng tối combat nè Finner Ultimate Tatium uhm, Hình như nó đánh hơi nhanh các bạn Đúng không? đánh hơi nhanh hay sao chúng ta chưa kịp nhìn thấy cái skill đất ra ra sao hết và có nghe tiếng, có nghe tiếng của sự skill đất mà không không biết được skill đất nó đánh như thế nào các bạn. Rồi, ở đây thì mình sẽ đi combat language. Ok, language đang có này. À không, đi combat để sau các bạn, đi là đi đi nhiệm vụ đã. À ở đây review con rồng này luôn. Uh, Temple Dragon, con rồng này có thể bua các bạn ạ, bua. Rồi, bua cho nó vào đã bua nha. Timber, con rồng ngôi đền hôm bữa mình mới summon được rồi tem bờ được ra gần. rồi nãy quên để nó biến thành cái ngôi đền thiệt đẹp rồi 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 à, rồi chụp ảnh ừ. con rồng mặc dù là nhỏ mà biến cái ngôi đền thiệt là đẹp các bạn ạ à. và có vẻ như là phía bên ngôi đền nó còn được cái lắp bánh xe lửa nữa các bạn à, vậy thì ngôi đền này có vẻ như có thể di chuyển được À, những ngôi đền này thì ở trên xe mạc các bạn ở trên xe mạc tạo à, hình khá đẹp nhờ nhưng rồi bộ hệ mẹ à, nãy quên nói với bộ hệ rồi bộ hệ con này là hệ đắt đầu nên sợ hai hệ là chiến binh và kim loại nó có thể click được ánh sáng điện legend legend bóng tối bóng tối điện cũng như nhau mà nó có thể click được bóng tối điện chứ không phải ánh sáng điện xin lỗi mình nói nhầm nha nó có thể click được bóng tối điện legend lá băng, bốn bốn hệ crit được năm hệ, năm hệ khác nhau. Một cặp hệ trùng là đất và ánh sáng. Ánh sáng và đất trùng là gọi là phải gọi là mát chê luôn các bạn. Rồi, con này con này nó sợ hai hệ là nước và băng, nó thể crit được đất, lửa, đất lửa, điện, bóng tối, điện, điện bóng tối, nước, ánh sáng. Nước, ánh sáng và bua rồi wow, ngon đấy bộ hệ đẹp ấy các bạn bốn hệ clip được bảy hệ khác nhau rồi con van đấy bộ hệ khá là đẹp nha rồi ở đây mình sẽ nhận cái con này nhớ bạn và nhận cái con này vậy thì 14 tiếng nữa thì hai à, cái quẻ con con crystal cũng như con uh, bua à, con cretus đồ này mình sẽ tự up ra vậy thì cái chỗ slot của mình nó sẽ dư được hai slot trống nhá bạn dư được hai slot rồi vậy thì ở đây mình có thể thoải mái và chuẩn bị cho kế hoạch à, kế hoạch cuộc đua Harris rồi các bạn ạ à. ở đây mình sẽ like con rồng gì này à, núi rồi, con rồng mountain đấy núi rồi mình sẽ lai like mấy con rồng đất đất được các kiểu đấy Và ấp trứng đất đất các kiểu để chuẩn bị cho cuộc đua Harris cây okay. rồi OK. Ờ, hiện tại thì mình không có còn nhiều game nữa các bạn ạ, nên là cuộc đua Harris lần này chắc là mình chỉ đua đua hết sức có thể thôi, đua chay các bạn ạ, đua chay và tiết kiệm nhiều game nhất có thể, nói chung là không có muốn xài nhiều game ở những cái lab nào á. Ủa, máy rồng level 4 đâu? Ở ở cái lab nào mà nó nó yêu cầu là nhân hai rồi các bạn những cái lap đó thì mình mới sợi game để lấy được cái phần què nhân hai cho nó hấp dẫn còn những lap thường kia thì mình sẽ chờ đợi và đua chậm chậm nha rồi xâm rồi ở đây cho con này ra luôn các bạn rồi mình đã xâm thành công con envios fanby rồi cho nó ra này rồi mình xâm tiếp ở đây chắc là chưa xâm tiếp được con gì các bạn rồi có xâm là con sum con này mà thôi, sum để từ từ để sum legend trước đây. Rồi ở đây mình recon được thêm con ai titan nữa các bạn. À, vậy thì bây giờ hết rồng recon rồi. Nói chung là giờ không recon được con nào cả, chờ khi nào mà có Kratos mấy con Kratos kia up ra rồi re, re, recon tiếp các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào sự kiện ha. Rồi sự kiện hôm nay thì đã mở được cái con rồng legend này rồi các bạn. Đấy. Và mình rất là may mắn xem quảng cáo được thêm .000 1.000 1.000 magic con chúng nó là khá là hơn các bạn mở ra được 1.000 magic con rồi là bây giờ mình sẽ đi con này đã lấy con rồng level này cũng như là các cái phần quà của nó thì cái phần quà của nó mình để ý nhất là cái ra token các bạn ạ ra token và cái con rồng này đi nó cũng rẻ nữa đi tầm đi tầm bao nhiêu 6.000 mấy mình quên mất tiêu rồi đại loại là nó không có mắc như con rồng lên gần trước lên gần trước con rồng mà uh, lúc mage này nó đi tới uh, 9 ngàn hay 8 ngàn gì đó nên là đi không nổi đâu các bạn rồi pha t là ra gần 20 ốp rồng lên gần một hệ trong quyển sách thì phải trong bộ collection mới có được rồi ở đây mở lúc cây để gần đây rồi được trái cây các bạn ạ à. mình với trái cây chắc là mỗi thù truyền kiếp rồi không phải như là những người đem rồi các bạn ngày ngày nó cứ ra mướt thôi làm cái gì nó cũng ra trái cây nói chung là để phần các rương đều ra trái cây hết rồi lần này token nè rồi được 40 mươi rival token rồi, con rồng legend gần mình đang ở đâu nhỉ đây hai trăm chín mươi tiếp tục tụ to, rival token tiếp rồi sáu mươi Rồi 240 luôn này ngon đấy 240 luôn các bạn Thì ở trên đường đi con này thì mình để ý nó có cái uh, Job Legend nữa các bạn chung là bây giờ Job Corp Legend cũng, mình cũng khá là cần Tại vì mình đã sắp hết rồi các bạn Và uh, mình uh, summon những con Vampire rồi đấy Bây giờ sắp hết uh, Sắp hết cái uh, uh, Legend rồi rồi cái cái uh, cái kia nó ở nó ở phía trên mình sợ nhắn ông trúng mà hơn trúng các bạn ạ Wow, sao bây giờ ít thế? Còn 60 hả? À? Rồi, drop cốp ebit. Rồi, 10. Rồi, rung XL, rung XL là rung mát đấy các bạn, được 450 hay 500 gì đấy. Rồi, được 450. Rồi 10 dốc của Legend. Rồi bước tiếp theo. Rồi cái rương NX này có thể chứa hai ốp hoặc là con rồng NX Dragon luôn các bạn. Rồi 5 game. Bây giờ mình lại mở ra con NX Dragon mình gọi là quét căng luôn. Nhầm đó mà ôi ngon, được thêm con hai Rivery các bạn. Con này thì mình đã có một con rồi và bây giờ mình được con này thì chắc là từ từ mình sẽ up ra và mình đi record nâng lên một sao cho con Harris nha các bạn rồi mong là ra trái bí nha mình đang có mình đang có bao nhiêu trái bí nhỉ chúc mình ra mình xem thử các bạn rồi được một trái bí là ngon rồi rồi lấy con rồng lên luôn nào ok lấy được rồi uh, Dragon Otku Desnes Dragon Rồi Bí ơi mười uh, 11 trên 12 các bạn Một quả nữa thôi một quả, còn 700, 700, 700 chắc là đi được Đây, đi con này Đi con này nó chứa, nó cũng có chứa quả bí ở phía sau các bạn ạ Rồi, đi nào, đi nào Lần này hy vọng là ra được quả bí để mở cái rương nào các bạn Rồi, 5 ốp của con Cool Fire Dragon Rồi, 12.800 trái cây rồi, dốc có ốp C Cũng là rồng C Cái khác các bạn ạ Rồi cũng được 10 luôn Rắc nhờ 10 dốc có C Các bạn rắc đấy Rồi 50.000 vàng rồi, Khá nhiều rồi chứ Nail Akimomi 16.000 trái cây chìa khó, chìa khó cho con uh... VR rồi con VR này rồi con VR này cũng có rương token luôn các bạn, có chữ S à? ui 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 đi khé xe mới lấy được cái cái quả bí nha, thôi mình đi con này đây, đây các bạn lấy cái quả bí nè, rồi ra bí đi nào, đừng có bóp nha bí. Đừng có bóp nha, bí bóp Liệu có bóp hay không? Rồi, ngon, ngon, ngon rồi. À, từ đầu sự kiện đến giờ cuối cùng Thì mình cũng lấy được quả trứng vampire rồi các bạn Rồi, để xem thử con này Xem thử con này, sau này mình đi được Mình còn lấy được 1.200 1.200 cái con các bạn ạ à, Chắc là mình sẽ đi con này Để lấy, lấy thêm được cái rương M M token rồi rồi rồi, ok chúng ta đi lấy quả trứng nha bạn. Khi mà các bạn đủ 12 trên 12, bạn nào mà không có cái item này á, không có item chỗ mà lấy lấy vật phẩm á thì các bạn cứ thốt game và vào lại nha, đảm bảo là sẽ nhận được cái quả trứng vampire nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm. Rồi bây giờ mình sẽ nhận nào. Còn làm. Enjoy. 1 2 3 Brider Full đi. Rồi mình không nhận được Brider Full các bạn nhận được Glitch. Glutonus. Glutonus Dragon Vậy thì mình đang có một con Glutonus Rồi được thêm một con nữa thì chắc là mình sẽ nâng được con này lên một sao Đấy từ mình sẽ ấp trứng và recon tiếp Ồ, Vậy là hai con lên một sao bạn một con này Và một con hai rivery Đây con hai rivery mình đang có rồi nè Đấy từ từ sẽ ấp ra nha rồi chúng ta dồn lại cái kho một xíu nha bạn, dồn lại cái kho trứng một xíu qua sự kiện này thì à mình bị bóp được một quả demon dragon này rồi rồi dồn dồn khơi trứng xíu bằng ạ rồi mò lúc mò lúc làm bữa lại lấy cái rương là... Ligen, à, là legend legend chest lấy le, legend a chứ legend a chest được rồi bị bị bóp hai wave quạt rồi một finding hai stelecon stelecon con nào nữa không đây một con cánh cổng các bạn ạ à. phay en tay hai riveri kìa một con sách olante hai con phalantom ừ. mấy con vampire không còn mấy con uh, zombie nữa các bạn còn mấy con zombie phía sau đây một vẻ zombie star oh, bờ titan bữa giờ chưa up nữa chứ <laughs> không giờ không không vô cái 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 store thì là quên các bạn kìa okay, này, này nó lo được cái quả trứng và titan kìa đẹp thiệt các bạn rồi hôm nào hôm nào up nha bây giờ đang đang để dành trống slot cho rồng rồi máy mới lái được hai con glutstone và orbus darkness rồi, rồi. mấy con sau mấy con sau là mấy con gần đây mấy con gần đây của sự kiện các bạn ạ Boss bosset kìa rồi Ok, và bây giờ mình sẽ đi combat một tí nha các bạn. Chúng ta sẽ đi đây, vào lại đây combat lại skill của con này thử xem. Chúng ta xem lại skill đất như thế nào nha. Rồi. Rồi. bây giờ mình sẽ combat lại skill đất này. À, skill đắt nó nổ bên đây các bạn. À, nó nổ bên đây, bây giờ mình cứ dòm bên đây các bạn, dồn chỗ này nè Bây à giờ E về là nó quấn chỗ này Rồi skill chiến binh hút máu nào Oh, có vẻ như là có một cái gì đó, giống như một cái hàm cá mập các bạn ạ Cánh một phát Chọc lấy bên kia À, skill đất là nó, nó gây sát thương ở bên đây của con rồng ừ, Gây sát thương bên đây của con rồng Và có vẻ như là nó, nó, vậy thì mình biết rồi tức là con rồng mình còn còn gì ta còn ít máu thì dam nó sẽ cao mình nghĩ là vậy hay hay là các bạn nào mà thấy mình sai thì các bạn nói cho mình biết với nha mình nghĩ là theo mình theo mình suy đoán thì cái skill đất đặc biệt của con rồng glustonus dragon này á là là khi khi mà con rồng khi mà chính bản thân nó còn ít máu thì dam nó sẽ là rất là cao chứ không phải là là con rồng bên kia các bạn ạ, Đấy, tức là dạng như nó gần chết là nó đang đang càng to các bạn, đang dựa vào cái số lượng máu nó đã mất. rồi ok xong nha, rồi bây giờ mình sẽ đi combat language language thêm. này con đã 25 mà nên chắc không đi đánh được nhiều, này mình đi đánh để lấy thêm uh, lấy thêm cái phần quà thôi, lấy thêm game các bạn ạ. Legend Shield con rồng hạt giống của mình này đi luyện skill và khá là mạnh các bạn skill Legend Spell này nó đam một cái là hơn 72.000 máu mấy con heroic mà mấy con heroic năm sau gặp gặp và gặp con này mình chơi skill Legend là tách nắng hết các bạn nhằm mấy hoa heroic 40 e cộng 72.000 máu là mình chơi skill Legend này cái là nó gì thành ngay ừ. ngoài trái cây trái cây là một cái điều bây giờ khá là canh kèo trái cây là chuẩn bị cho con uh, van... con uh, bio van bay lên level 45 là tốn mớ trái cây rồi các bạn và kết thúc cuộc đua Harris là phải cho con Harris lên level 45 nữa rồi không biết là mình có đủ trái cây hoặc là dư trái cây hay không rồi mong là mình sẽ, sẽ đủ hoặc dư mong là mình sẽ dư các bạn ạ rồi bốn 40 cái này phải đem qua cho à, con này đang click không được rồi chơi một skill legend spell cộng đây 82.000 máu wow, kinh thiệt rồi đây làm phát 28.000 dìa thành mình đã làm phát mình cũng gần dìa thành luôn các bạn rồi cầm hai divination ra nha cho em nó thể hiện xíu nha hai con giống nhau các bạn bên con mình có skin nè rồi ok xong language nha bây giờ chúng ta sẽ đi combat arena 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 rồi arena đội hình bên kia chắc là mình đánh không lại bạn Nguyễn nhận này, bạn Nguyễn nhận này mình combat được nè. Ôi hơn quá bạn ấy cầm rồng level 2x các bạn ạ à. Hôm nay trái cây nó cũng nhiều mà ta Sao bạn ấy không cho lên level cao một xíu nhỉ 30 là chuyện bình thường mà Rồi, Mình nghĩ là chắc là bạn này cố ý cầm những con rồng yếu mà Để cho những người khác leo lên được Cũng là Rồi bạn này cá cả... tốt thật Ôi skill kim loại đặc biệt à, Skill kim loại đặc biệt thì có bạn kêu mình là, là Thấy skill kim loại đặc biệt nó yếu yếu sao ấy mình nghĩ là skill kim loại đặc biệt của những con rồng vampire này nó hơi mạnh nha các bạn Hơi mạnh luôn đấy Theo mình đánh giá là khá là mạnh à, Khi mà cái này đam á, đam tay của nó là 27.000 máu và nó cứ chia đều thôi Và nó đánh, nó đánh không bao giờ bị mít hết Nên là mình thấy là đây là một cái skill đánh lan mạnh nhất trong game Rồi rồng mà nếu mà bạn mà cầm được một con rồng bio một con rồng mà vampire gì đó có skill kim loại đặc biệt 70 level 70 A cộng đó. vào đánh 6 và 6 mà lại chơi một cái skill kim loại đó là cả khi mà mấy rồng 6 và 6 yếu yếu các bạn là một tool là đi hết luôn à, nhưng mà khi nào có được thì mình sẽ làm một tập như thế cho bạn xem rồi à. đội hình này chắc là đánh không được nha không được thì mình sẽ đầu hàng đầu hàng mình cách là chọn đội hình yếu yếu nha các bạn đội hình cảm tử rồi, à, ở dưới đây thôi mình cũng có vài một vài con bóng tối các bạn chứ không có nhiều lướt xíu là đã tới cái tầng đáy rồi à, và hiện tại là nhiệm vụ ban hồi là đang đánh đang đánh arena nữa các bạn đúng là canh kèo thật không biết là ban hội lần này mình đánh kế đạt được level 5 là rương có đạt được level 6 hay không các bạn mình thấy là cái cái lần này mình góp sức hơi yếu rồi language này mình góp sức hơi yếu rồi rồi đội hình này Primal mình có mình có con bio cờ được The round. The round có con bạo hung Bảo Bạo hung Grid được The Round Rồi và con uh, Atrophy sẽ để đánh với con Osiris God Ok đội hình mình khác được bên kia Nên mình nghĩ sẽ ăn được bạn kỳ sĩ bóng tối này Rồi bạn ấy đẹp tên hay đấy ừ. Đầu tiên mình nghĩ là nên chơi skill chiến binh trước một cái đã Rồi, 20.000 máu rồi chúng ta sẽ chơi uh, ngồi Rồi kỵ sĩ rồng Kỵ sĩ rồng chơi Chơi skill bấm tối hút máu không được các bạn Rồi kỵ sĩ rồng sẽ, sẽ cho đánh với uh, uh, -Horn Dragon rồi, May mà mình đã luyện Trihon lên E cộng rồi các bạn Rồi chuyển qua đây Mình vẫn còn có rồng mạnh đây mà Vampire rồi, hút 21 ngàn Hút 21 ngàn mà đã đánh 19 ngàn các bạn ạ Đấy, kim loại đặc biệt nè Kim loại đặc biệt thì khi mà bên kia chỉ còn có một con rồng Thì nó sẽ đam 100% lượng đam thường nha các bạn Tức là đam tay của nó là 27 ngàn máu Thì nó sẽ đam đúng 27 ngàn còn mà khi bên kia còn ba con thì nó chia ra 27 ngàn chia ba ra là được tầm mười mấy ngàn đấy rồi à, mở được rương nè các bạn Rồi được gì đây? Được gì đây? Được 6 mảnh Timeless và 3 mảnh Snapper, khá là ít. Rồi gặp đội hình 2 sao này thì mình đánh không lại rồi, 2 sao level 50, chắc chắn là thua. Rồi tự hiểu luôn. <laughs> rồi xác định luôn các bạn. Bây giờ leo rank bóng tối khó quá các bạn ơi, đội hình mình có mỗi con Osiris God là được một sao à, còn lại không có sao không biết mình có leo lên nổi không nha. nếu mà mình leo lên leo, leo lên được răng bấm tối một thì răng bấm tối hai khỏi lo các bạn. hai thì mình cầm được con Harris vào rồi. Uhm, khá đáng tiếc cái vấn đề leo từ răng một lên khó quá. rồi trong trong chờ vào mỗi con bio thôi. con bio mà khi mà nó về thì mình sẽ được hai sao. và hai sao thì chắc là sẽ có một cái khởi đầu nó sẽ tốt hơn các bạn. rồi con bio này nè, chừng nó về hai sao còn mấy con này thì không biết À còn có hàng long hàng long nâng được hai sao nữa rồi à, sau đó, à, tình hình thì chưa biết như thế nào mình hy vọng sau ra à, xong khoảng thời gian mình khả có thể nâng được con bio cũng như con à, à, con I titan lên hai sao để nó căng tem trong đội hình này các bạn rồi 45 000 ngàn rồi bóng tối bóng tối thì sợ ánh sáng đây ánh sáng thì cả tri nha các bạn Rồi để tri combat luôn nha Hồi nãy đáng lẽ lên để bio Bio vân combat chứ Rồi ráng trận nào hay trận đấy các bạn Cũng cống hiến, hiến điểm cho tem Cho ban hội Rồi cứ mong là ra đội hình yếu thôi mở nói năm sao đội ờ, đồ hình này rồi ờ, dù là trận này cũng là trận cuối rồi rồi bạn này là có vẻ như thích con rồng Eja Shield Dragon nè đặt tên y e chang luôn y e Grass Shield Dragon rồi Astrid, Astrid. ngang bằng sức mạnh rồi giờ mình phải cần khách hệ hai con phía sau thì mới đem nổi trận này hai con sau một con rồng là hệ lá đầu một con là hệ lá đầu đúng không một con là hệ chiến bên đầu rồi mình có mỗi con bếp cánh cục các bạn bếp cánh cục là có hệ băng hoặc là hàng long Ở hàng long giờ này chưa có răng nữa chứ hàng long này hàng long nó cũng crit lại được trận này có vẻ khác khả năng cao là sẽ thua các bạn nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức cầm đồ hình mạnh vào mình sẽ cầm hàng long theo nha tại vì hàng hàng long nó cũng crit được bên kia crit được hai đam rồi hy vọng là sẽ thắng được nhìn mới đánh phai cái là đã có lại trận rồi nhanh vậy rồi hai con osiris đánh nhau thì chắc là mình sẽ để đầu tiên để van bay chơi skill đặc biệt trước quay wow, ngon các bạn đánh đúng người luôn nó gọi được skill nó gọi được skill lửa đặc biệt đánh con kia còn ẩn xíu máu à mừng ra rồi để để dành để dành tun nữa chờ nó chờ nó có tun nữa ra quốc tiếp các bạn bây giờ quốc ra skill kim loại đặc biệt là ngon này mời đổ qua đổ qua rồi làm phát kim loại đặc biệt đó wow thật xong rồi, nó muốn nó muốn rip rồi ui hơn 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 hút máu lại nào hút máu lại nào ai à, và bài gánh tem Vampire gắn tem các bạn ạ. Rồi đội hình này, à, Vampire này nó làm con kia núp lùm núp lùm mà cũng ăn ăn một skill như thế thì còn gì đâu là máu nữa. Rồi, đành phải hy sinh hàng long nha. Rồi, bây giờ con này ra à, con này ra còn là 9 ngàn à. PC game. À, sức mạnh của Bio Vampire đã bừng sáng tỏ các bạn rồi quá là một vẹp combat mạnh nhãn luôn rồi cái này mình sẽ cài lại đội hình thấp thấp một một xíu cho bên kia combat được rồi 25 à, còn lại mấy mạnh không đây 35 mình nghĩ là bên mấy bạn kia chắc là sẽ đánh được đấy mấy rồng 35 này nó không có răng mà nói chung cũng cũng khá là là yếu không có mạnh lắm đâu rồi ok và video đến đây là kết thúc nha các bạn rồi, rồi rồi chưa kết thúc đâu chưa kết thúc đâu các bạn ơi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn qua cái nick của qua cái nick của bạn bạn Trùm Sugar các bạn mình đã mượn được nick bạn ấy cho mình mượn nick hay là mình đã mượn được nick của bạn ấy thì chính xác hơn và như mình đã nói ở cái tập trước đấy thì Uh, mình đã hỏi ý kiến của bạn ấy và mình đã qua mình uh, thì mình được phép là mình đã bây giờ mình đã xây dựng một số thứ ở bên nick của bạn ấy Và, và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn qua xem một xíu cho nó mãn nhãn nha các bạn. Rồi. Rồi ok các bạn ơi. Bây giờ bây giờ mình đang vào nick của bạn ấy nha. Bây giờ qua bên đây xem các bạn thấy sẽ ló mắt luôn. <laughs> mình xây dựng mà mình cũng ló mắt luôn các bạn ạ. À. Đó là tiết lộ một xíu trước khi xem là mình mình đem mấy con vampa mấy con titan ra hết rồi các bạn à, đợi xíu vào lo 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 đang lo đảo các bạn à, bây giờ thì đẩy rồi trái cây kìa bây giờ mình sẽ thu trái cây để thử xem các bạn xem thử là bao nhiêu trái cây nha rồi bây giờ tách hết mấy cái này đi ha à, trích chest titan chest rồi ở đây đổi được bí ngô nè các bạn 47 trên 12 này. Rồi, con quá full nè. Nói chung là ở ạc này thì game thì miên man nên là cũng đang âm mưu là sẽ kiếm được cái bộ bộ bí ngô đầu các bạn. Những con rồng mà như Brider Full này, bốn cái con rồng đầu này. Đây Full, Gluttonous Full, và En Envious này năm sao 70 các bạn. Nói chung là đang trong quá trình rồi chúng ta xem nào xem nào rồi à, bây giờ rồi cái quen cái quan trọng nhất là cái đạo này các bạn các bạn phải đẹp Wow, mình cho hết uh, Electric Titan ra rồi Rồi cái này khi thu là nó thu hai cái một lần các bạn ạ vừa trái cây vừa vàng nên là nó kêu tí 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 Mãi tít 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 tít, nó kêu hai cái một lúc các bạn wow, 50.000 50.000 trái cây một đảo. Thì 4 đảo là 200.000. Rồi wow, reload reload, chắc là bạn ấy vào quá. mình vào lại các bạn. Rồi mình vào lại đây các bạn ạ. À. Bây giờ thu thu hoạch hết trái cây nha. Thu nhanh nhanh luôn cho rồi. Rồi wow, 50.000 trái cây một đảo, 4 đảo là 200. 1 2 3 4 bốn loại là sao sao lẽ ta? Rồi lúc nãy là bạn ấy vào và lúc nãy là bạn ấy vào thì mình đã trao đổi tin nhắn với bạn ấy rồi. Rồi các bạn thì sau sau khi một vài phút thì mình thấy rằng là thu trái cây là bị lỗi và dis các bạn ạ, à. cái thu trái cây là bị lỗi game và dis là đây là mình không có thu nữa và vấn đề cái này thì mình sẽ suy nghĩ và giải quyết sau. Ở đây thì mình sẽ chỉ, chỉ, chỉ cho các bạn xem cái khung cảnh đặc sắc này thôi các bạn đấy thì mình đã làm mớ rồng điện ra này titan điện titan kim loại titan băng và quơ titan ra các bạn ạ đấy wow, các bạn có mấy quơ titan này đi đều chưa kìa rồi, này này zoom zoom rồi, mắt cỡ rồi các bạn ạ rồi các bạn để ý mấy con mấy con rồng quơ titan này, này đi mà như muốn là là, là gọi là động đất luôn các bạn ạ. rung màn hình luôn đấy nhìn kỹ vô thì thì mới thấy các bạn rồi, và một bay như thế này nó đi đều nó cũng khá là đẹp các bạn đấy mấy metal kìa mấy metal nó đi 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 nhìn đã thì các bạn rồi bữa này thì là cả City Titan và Natural Titan nghe Natural Đây C Titan. Rồi, bên này thì có Busano đồ các kiểu đây. Bên này là cá Flame Titan và Bio vampire Ừ, Flame Titan nữa các bạn. Rồi và Bio vampire Rồi, không biết có đích không nhỉ? Oai, mấy con này thu 170.000, 200.000. 171.000 một đảo luôn các bạn ạ, khá là nhiều rồi và chắc là video hôm nay là kết thúc nha chào tạm biệt các bạn